Chịp xua con nói khá nế cha thay ní con sốc sử bài đại lực tế. Cha nói thay ní con bán riêng chùm mùi nè nạc rú tam ở dạ cá riêng tám online. Cha đưa xa tay chùm ngư thông mây bán cạc làm ở đồng tiền được chứ nế. Dương bán bạc nông ca riêng nứ nông thức nạc được dạ bế bí sạp bạc đà. Chân con nói khá nế trở tài riêng nứ tám video tam ở dạ online. Chẳng một nông cho đa ca riêng nơi mê riêng thơm mấy nè cổ chẳng là con nạc khá nếp bạc từ sốt bị xa lâu chư mùi nâng khá nế mùi ô côn bà dì xú ô côn ở bụng mặt đái ô côn lục cổ nè cổ ô côn mật phẹt bí xông tố xông tố bà dì xú xông tố ở bụng mặt đái xông tố lục cổ nè cổ xông tố mật phẹt bấy nhóm trang chuối bàn tế chà tỏi lớp môn đường chỗ đó mê riêng thơm mấy xong còn ạc nít bàn tới chiêng chùm riêng chôn chỉ nhẹ tăng xăm sợ bầy tua tăng ạc nía chắc là mạnh mạnh con bán trên trường liền rồi mà hài tỏi lời ní dư nhận chạp đám cho nơi mê liền thơ mây chẳng môn nâng cho đò mê liền thơ mây nhạc rú trong rừng lực con nơi mê liền thơ ngay môn là dương màn liền chàng chẳng ca bị thơ ngay sơ mà anh dương màn liền nằm bí chuyên trình nhạc vầy tớ chà cứ dương màn liền bí chuyên trình nhạc số cầu chà là ổn nà chàng chẳng ca bị sơ mà anh dương màn liền bí chuyên trình nhạc số cầu tỏi lời ní nè cổ nâng rùm lực cầu làng vừng mà đồng tiền nới ạ sổ cầu chà nè thằng ngày ní ạ sổ cầu rồi bò dương môn nộp bốn cư miến bần tọa cho bì cọng làng tờ lỡ chà bần tọa cho bì cọng làng tờ lỡ hai bần tọa đếc bì chuyên tờ đám bần tọa cho bì lỡ cho cọng chà bài bà nì bần tọa móc cứ bọn tốt cầu cứ chỉ sợ là bỏ sổ cầu chà hai dưỡng cụ bọn tốt rệt mùi nơi kháng cầu chà ta đi cứ chỉ ạ sổ vầy tứ chà cứ chỉ chuẩn chỉ nhạc sổ cầu tỏ con tha tạm nhạc rú ạ sổ cầu ạ sổ cầu chà là ổn nè chẳng mình tập đi ạ số cấu cứ dưỡng những chỗ đó mê riêng thơm mấy cứ chôn chín nè ạ số khâu chà lời ní nè cổ nông bằng hán bì rụ riêng ạ số khâu ta miên rụ riêng dạng đôi mặt đệnh chà ní cứ chiếp chôn chín nè ạ số khâu chà tỏi lời con tha tam nè cổ ạ số khâu ạ số khâu ạ số khâu chà là ổn nà ní cứ chiếp chôn chì nè ạ sổ khâu đại dương nâng riêng nè thương ngày ní chà nè bê ní nè cổ nâng bằng hai nhầm bí rượu biếp sổ xế nây chôn chì nè ạ sổ khâu ở cô nọ khía mờ chà ai lỡ xôm con bàn bái mọc đà khiến chì mùi nâng khía hai nè cổ nâng bằng hai nhầm con mờ chà nè bê ní nè cổ nâng bằng hai nhầm con nọ khía bí rượu biếp sổ xế ạ sổ khâu chà chẳng ạ sổ khâu rồi bò dương nên ngày ní cư miến bằng tọt cao trên cái hơi bằng tọt châu bì lỡ chỗ cao chà rồi hơi bằng tọt cao mùi móc bằng tọt màu tiết bằng tọt châu làng lỡ bằng tọt cao thằng lỡ bằng tết bẹp ní chà bằng tọt màu tiết cứ bằng tọt cao cú nực hàng cao mùi tiết bẹp ní chà hai dưỡng cụ bần tọt châu làng từ lớ hai dưỡng đã sọ cứ chia bần tọt cao chà bẹp nì ta ni cứ chia ạ sổ với tớ con chà cứ chia ạ sổ khâu tỏ con tha tam lại cứu ạ sổ khâu ạ sổ khâu chà lộn nè
ឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញកូនម្ដងទៀតមុនដំបូងគឺមានបន្ទាត់កោងចេញក្រៅហើយបន្ទាត់ឈរពីលើចុះក្រោមចាបែបនេះមកហើយបន្ទាត់កោងនៅខាងក្រោមបន្តិចចាហើយយើងគូបន្ទាត់ឈរពីក្រោមឡើងទៅលើចាហើយបន្ទាត់កោងបន្តមកទៀតបន្តអ្វីទៅចាគឺជាបន្ទាត់កោងមួយទៀតហើយទាញបន្ទាត់ឈរពីក្រោមឡើងទៅលើចាហើយបន្តមកគឺយើងដាក់សក់ចាបែបនេះតើនេះគឺជាអក្សរអ្វីចាគឺជាភ្ជាប់ជាអ្នកអក្សរខោអញ្ចឹងកូនឃើញអក្សរខោនៅលើក្តារខៀនរបស់អ្នកគ្រូចំនួនប្រមាណចាគឺមានចំនួន2តោះឥឡូវកូនថាតាមអ្នកគ្រូអក្សរខោអក្សរខោចាល្អណាស់ទាំងអស់នេះគឺជាអក្សរខោដែលយើងនឹងរៀនចាអញ្ចឹងក៏បានឃើញហើយពីរបៀបសរសេរអក្សរខោចាឥឡូវនេះសូមកុំមកលើក្តារឈ្នួនរបស់កូនឡើងចាហើយ first អ្នកដែលអត់មាន first សូមលើកដីសចាតោះឥឡូវសូមកុំបានចាប់ដើមសរសេរអក្សរខោនៅលើក្តារឈ្នួនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូចាតោះឥឡូវសូមកុំបានសរសេរអក្សរខោគឺមានបន្ទាត់កោងចេញក្រៅបន្ទាត់ឈរពីលើចុះក្រោមបន្ទាត់កោងបន្តិចបន្ទាត់ឈរឡើងលើដាក់សក់ដែលជាបន្ទាត់កោងហើយបន្ទាត់កោងមួយទៀតរួចមកបន្ទាត់ឈរហើយបន្ទាត់កោងបែបនេះចាកូនហើយឬនៅចាល្អណាស់នេះគឺជាអក្សរខោតើកូនហៅតាមអ្នកគ្រូម្ដងទៀតអក្សរខោអក្សរខោចាល្អណាស់ចាអញ្ចឹងក៏បានសរសេរនៅលើក្តារឈ្នួនជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នារួចហើយឥឡូវនេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនអ្នកគ្នាសរសេរអក្សរខោនៅលើខ្យល់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូតឥឡូវកូនលើកដៃរបស់កូនឡើងហើយសរសេរជាមួយនឹងអ្នកគ្រូមុនដំបូងគឺបន្ទាត់កោងចេញក្រៅចុះក្រោមបន្ទាត់កោងបន្តិចបន្ទាត់ឈរឡើងលើបន្ទាត់កោងទៅស្ដាំបន្ទាត់កោងនៅខាងក្រោមបន្ទាត់ឈរឡើងទៅលើបន្តមកបន្ទាត់កោងទៅខាងស្ដាំចាល្អណាស់អញ្ចឹងក៏បានឃើញហើយទាំងរបៀបសរសេរនៅលើក្តារខៀននៅលើក្តារឈ្នួនហើយនឹងនៅលើខ្យល់ជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះចាល្អណាស់ចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យកូនអ្នកគ្នាបានលើកសៀវភៅបុរេភាសាខ្មែរហើយសូមកូនបានបើកស្វែងរកទំព័រដែលមានអក្សរខោតបមកសូមកូនអ្នកគ្នាបានផាត់ពណ៌នៅលើព្យញ្ជនៈអក្សរខោចាអញ្ចឹងពេលកូនផាត់រួចហើយសូមកូនបានថតហើយផ្ញើមកឲ្យអ្នកគ្រូចាអរគុណសម្រាប់ការរៀនតាមវីដេអូជាមួយនឹងអ្នកគ្រូនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបលា